giữa heo ở dịp cuối năm này, thì nhu cầu giá heo thị trường sẽ có biến động và có thể nhích nhẹ. Theo như video hôm trước mình đã làm thì mình dự đoán là nó phải tầm trên 60 và đạt mốc 65 là không xa. Bữa nay là 62-63 rồi nhé. Đang là quay đầu trở lại do cái nhu cầu lợn ở miền Nam bắt đầu là bình ổn rồi, dịch bệnh nó bắt đầu tạm đỡ lại rồi. Đó, xin chào tất cả mọi người nhé. Để lại mình đang thăm heo. Heo là mình rất là đẹp luôn. Heo này là để Tết rồi nhé. Quay trực tiếp cho mọi người xem này. Đây. Nói chung là đợt này giá cả nó đang bắt đầu quay trở lại và ổn định dần đều rồi. Những cái lứa heo ở dịp cuối năm này thì nhu cầu giá heo thị trường nó sẽ có biến động và có thể nhích nhẹ. Theo như video hôm trước mình đã làm thì mình dự đoán là nó phải tầm trên 60 mà đạt mốc 65 là không xa. Bữa nay là 62-63 rồi mọi người nhé. Đang dần dần quay đầu trở lại do cái nhu cầu lợn ở miền Nam cũng bắt đầu là bình ổn rồi, dịch bệnh nó cũng bắt đầu tạm đỡ lại rồi. Và cái thứ hai nữa là do cái vừa rồi năm nay là hai đợt dịch tả châu Phi nó càn quét rất là nhiều và các trang trại đều bị rất mất mát rất là nhiều. Chính vì vậy là cái nguồn thịt cho những cái tháng cuối năm sẽ có thể là thiếu. Nói thiếu thì cũng phải là thiếu, nhưng mà theo thống kê của cục chăn nuôi ấy, thì của quốc tế mọi người là thống kê là Việt Nam là nước đứng thứ hai tiêu thụ thịt heo sau Trung Quốc. Đấy, chính vì vậy nên là Việt Nam chúng ta cũng được cái danh dự là tiêu thụ thịt heo đứng thứ hai mọi người nhé. Chính vì vậy là giá cả heo nó sẽ chắc chắn nó phải bình ổn lại và sẽ đảm bảo đạt trên mốc 60-65 trở lên. Nên là đợt này sẽ không có quá cao như năm 2 năm trước. Cái đấy thì nó còn tùy thuộc vào, nếu như mà Trung Quốc mà mở cửa ấy thì chắc chắn giá sẽ sốt, nhưng mà Trung Quốc hiện tại đang đóng cửa khẩu nên là chưa biết được mọi người nhé. Một khi mà Trung Quốc mở cửa một phát thì chúng ta sẽ trúng to. Nhưng mà cái đấy thì cũng không thể dám chắc được là khi nào nó mở. Heo nhà mình thì heo nhà đẻ ra mọi người nhé, nên là rất là đều và tương đối là đẹp. Mọi người có thể thấy là mông má rất là ok đúng không? Rất nhiều anh chị em cứ thắc mắc là bảo là tại sao mình nuôi ăn ít cám mà nhanh lớn. Thì thứ nhất là do cái con giống. Khi con nái đẹp ấy thì phải có con đực đẹp. Mà khi con đực đẹp rồi thì phải cám phải đẹp nữa. Cái nguồn cám thì bây giờ nó tương đối là như nhau. Giá cả thị trường nó như nhau, nhưng mà chúng ta nên chọn những công ty nào đảm bảo, những cái công ty nào mà hỗ trợ tốt nhất cho gia đình, kinh phí cũng như là chất lượng. Thì mình thì chọn những cái dòng thương hiệu tương đối có tiếng. Ví dụ như công ty Cargill. Công ty Cargill thì đang hỗ trợ tối đa cho bên mình. Và những anh chị em nào mà nuôi nhiều ấy thì có thể liên hệ, mình có thể mở cốt cho anh chị em nếu như mỗi tháng chúng ta đạt khoảng tầm 5 đến 7 tấn gì đấy. Thì mình sẽ liên hệ cho giám đốc vùng ấy, họ sẽ mở cốt cho mình lấy trực tiếp từ công ty thì nó rẻ hơn nếu chúng ta đi vay ngân hàng để mà mua cám. Thì tính cái lãi suất ngân hàng còn rẻ gấp 2 lần so với ăn cám đầu tư mọi người nhé, hoặc là ăn qua đại lý. Thì một vấn đề này nó hơi động chạm đến một số anh chị em bán cám, nhưng mà nếu là khi chúng ta mà nuôi nhiều thì chúng ta nên tính kinh tế mọi người nhé, chúng ta nên tính kinh tế để mà đảm bảo. Còn các công ty cám có thương hiệu thì có Cargill, Dabaco, The Herd, rồi là
Hồng Hà, rồi là rất là nhiều CP, rất là nhiều công ty, nhưng mà quan trọng là công ty nào hỗ trợ mình, công ty nào chăm sóc và hỗ trợ tốt nhất về kỹ thuật cũng như là giá cả thì chúng ta nên nên chọn những công ty đấy. Nhưng mà những quan trọng là phải cám, đang nguồn cám phải đảm bảo nhé. Chúng ta ăn cám rẻ mà muốn heo đẹp thì không có đâu. Muốn heo đẹp thì phải ăn cám đẹp, tương đối giá, tương đối giá trung bình ấy, chứ không thể rẻ hơn. Ví dụ đang mua 400 mà ông kia mua bạn 300 thì không thể được đâu, không bao giờ có. Mọi người nhé, để mình đi quanh vòng quay cho mọi người xem luôn. Thì ngoài cái bình ổn giá cả thì chúng ta vẫn hy vọng rằng là giá cám, giá nguyên vật liệu nó giảm xuống. Thì đợt vừa rồi thì anh chị em cũng xem thời sự cũng biết rồi, do chiến tranh nên là tất cả các thứ nó sẽ đều tăng giá, xăng dầu rồi thức ăn các thứ vận chuyển đi lại nó tăng lên, nên là thành ra là cả cái nguồn thức ăn của heo nó tăng lên rất là cao. Nhưng mà cao thì giá mà trên 60 thì giá trên 55 thì chúng ta đã có lời rồi mọi người nhé, chúng ta chưa thể lỗ được đâu. Đây thanh niên rất là nhiều anh chị em thắc mắc là làm cái hố tắm như thế nào. Đây hố tắm mọi người, khi chúng ta đổ hố tắm nước khoảng tầm 10 phân rồi vẫn còn cao như thế này thì như vậy là heo sẽ tắm rất là thoải mái, rộng khoảng 1m1 đến 1m2 mọi người nhé. Jesus. Về vấn đề phòng dịch thì những cái tháng ở giữa này, thu đông này thì mầm bệnh rất là dễ hoạt động, do cái việc mà mưa nắng thất thường rồi là thời tiết ẩm ướt thì dễ bị phát sinh dịch bệnh, nên là chúng ta phải phòng dịch thật tốt, phun khử trùng rồi là sát khuẩn rồi là các thứ bên ngoài, nguyên vật liệu cám rồi thức ăn của con người. Thì về vấn đề cám thì từ công ty rồi, nên là vấn đề xe vận chuyển chúng ta thì chọn những cái xe đảm bảo chất lượng hoặc là xe nhà. Còn vấn đề mà thức ăn cho công nhân với lại gia đình hàng ngày ở trong trại ấy, thì chúng ta nên chọn những cái phần như là tự cung tự cấp được mọi người nhé. Xin lỗi, cái thức ăn tự cung tự cấp được, chúng ta ví dụ như gà vịt chúng ta có thể nuôi trong trại này, rồi là ngan ngỗng, rồi dê nó rất là ít lây bệnh, nó phải ăn cây cỏ lá hoa quả thôi. Rồi là thịt, lâu lâu ăn thịt bò thì chúng ta mua chọn nguồn gốc rõ ràng là được. Còn lợn thì lâu lâu chúng ta làm thịt một con, chọn bất kỳ một con nào đấy chúng ta làm thịt đấy mọi người, làm thịt lên để mà ăn thôi. Nói chung là những cái gì chúng ta tự túc được thì chúng ta nên tự túc mọi người nhé. Còn cái gì mà không tự túc được thì chúng ta phải chọn biết rõ nguồn gốc để mà hoạt động, để mà đưa vào để mà ăn uống cho nó đảm bảo. Rồi một lần nữa xin chào và tạm biệt mọi người, chúc mọi người chăn nuôi thành công và đừng quên ấn like cũng như chia sẻ giúp mình nhé. Xin chào, bye bye.